Sáng nay, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12 năm 2022 để thông tin một số chuyên đề và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới. Hội nghị dưới sự chủ trì của Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy. Tham dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng. Thông tin về chuyên đề tình hình kinh tế xã hội năm 2022, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023. Ông Đỗ Thành Trung, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế Quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, 2022 là một năm nhiều khó khăn thách thức với những biến động nhanh chóng, phức tạp, khó lường của tình hình khu vực và thế giới. Trong bối cảnh đó, thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả của các cấp, các ngành, các địa phương và toàn dân, toàn quân, Việt Nam đã kiểm soát tốt dịch COVID-19 và thực hiện đồng bộ hiệu quả các giải pháp phục hồi, phát triển nhanh kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả ấn tượng nổi bật. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được đảm bảo. Dự kiến thực hiện đạt và vượt 14 trên 15 chỉ tiêu Quốc hội giao. Tăng trưởng GDP ước đạt trên 8%, mức cao nhất trong khối ASEAN. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng đã vượt kế hoạch cả năm. Một số thông tin cơ bản về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2023 cũng được ông Đỗ Thành Trung chia sẻ đến các đại biểu tham dự. Cùng tại hội nghị này, Ban Tuyên giáo Trung ương tiến hành tổng kết công tác tuyên truyền miền năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và định hướng một số nội dung trong công tác tuyên truyền thời gian tới.